À, vâng xin chào tất cả anh chị các bạn chúng ta đến kênh YouTube uh, Duy Tê. Và Hôm nay duy muốn chia sẻ với chúng ta một cái vấn đề trong series người mới làm YouTube và một cái điều đó là những người mới làm YouTube thường hay bỏ cuộc bởi hai cái lý do và hai lý do này chắc chắn là có thể như anh chị các bạn chúng ta đã từng nghe duy bọt chia sẻ rồi nhưng trong cái series này thì duy muốn nó gắn, gắn gọn xúc tích để cho chúng ta có thể uh, suy nghĩ trong cái kế hoạch phát triển xây dựng phát triển làm YouTube và hai lý do đấy sẽ như sau một đó là lý do liên quan về tiền đây là cái yếu tố mà có thể nói rằng là cái đòn chín mạng của những người đi kiếm tiền. Nếu như chúng ta đi kiếm tiền mà không ra tiền, chắc chắn anh chị các bạn chúng ta sẽ bỏ cuộc. Và đây là một cái điều mà gần đây có khá là nhiều anh chị các bạn chúng ta có bình luận, chúng ta có chia sẻ với Duy rằng là bỏ các công việc của công ty và chúng ta hướng tới cái công việc làm trên YouTube. Thì điều đó Duy nghĩ rằng là chúng ta không nên, bởi vì trong cái quá trình nếu như mà chúng ta định hướng phát triển làm trên YouTube, chúng ta hãy À, để cho nó dành thời gian cho nó một khoảng thời gian nào đó Để chúng ta suy nghĩ các chiến lược, các chủ đề Cũng như chúng ta nghiên cứu một cách kỹ càng Sau đó chúng ta hãy làm xây dựng phát triển trên Youtube Và khi đặc biệt chúng ta đang, làm, đang xây dựng phát triển Chúng ta đang có một cái công việc tại một công ty nào đó Hay đang có một cái công việc uh, xung quanh cuộc sống của anh chị các bạn Cách tốt nhất chúng ta hãy duy trì Để làm sao chúng ta có một cái phí sinh hoạt phí Cũng như có một mức phí để có thể nuôi cái ước mơ, đam mê kiếm tiền trên Youtube của anh chị và các bạn Còn đừng bao giờ chúng ta nên bỏ bởi vì nếu như chúng ta bỏ thì chắc chắn rằng là nếu như anh chị các bạn thất bại trên nền tảng YouTube thì nó sẽ là một cái đi theo một cái hướng cực kỳ xấu. Và cái yếu tố liên quan đồng tiền lên ngôi anh chị lại tiếp tục bỏ cuộc. Và chúng ta đi vào cái có thị trường nào chúng ta cũng bỏ cuộc như vậy thì cái hiệu quả sau này chúng ta đi kiếm tiền lại nó sẽ rất khó khăn. Và đó là cái điều mà Duy muốn chia sẻ cho chúng ta với những anh chị các bạn gần đây chúng ta có comment. Còn liên quan đến cái vấn đề về tiền thì chúng ta có thể thấy rằng là mỗi cái chủ đề thì nó sẽ có những dạng khoảng tiền khác nhau. Cũng như trong quá trình chúng ta đi kiếm tiền không thể một phát ai đến kiếm tiền trên YouTube chúng ta bước lên mây được không thể làm sao chúng ta giống như các hiện tượng mạng trên YouTube được mà nó có thể là các chủ đề chúng ta duy trì một cách nó uh, tốc tác có thể là chúng ta sẽ tới kiếm từng cắc từng đồng và chúng ta có một sự tăng tiến dần đều và đấy là một lý do làm sao anh chị các bạn cần phải chuẩn bị những thời gian và chuẩn bị các cái kế hoạch cũng như chủ đề và chuẩn bị tất cả mọi cái vấn đề liên quan về uh, những cái kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn của chủ đề của chúng ta thì cái hiệu quả đi kiếm tiền của chúng ta nó mới tốt và bền vững được và khi lúc nào anh chị các bạn chúng ta thấy rằng là YouTube nuôi sống được chúng ta cũng như YouTube giúp cho chúng ta có thể có nhiều cái sự phát triển mới hơn mới cũng như giúp cho chúng ta có thể thoát đi ra được cái kiếp mà đi chúng ta đi làm công cũng như cái kiếp mà chúng ta đi làm công ty thì lúc đó anh chị các bạn hãy nên suy nghĩ về cái việc rằng là chúng ta có nên nghỉ công ty hay không còn gần đây thì Duy thấy rằng những cái comment như thế thì anh chị các bạn hãy suy nghĩ một cách kỹ càng để tránh tình trạng vì chữ tiền nó đè nén và chúng ta rất dễ bỏ cuộc với cái đam mê làm chiều Youtube. Cái vấn đề số 2 mà liên quan về uh, tâm lý, đây là một cái điều mà những người làm trên Youtube có rất là nhiều anh chị các bạn, chúng ta có các cái thành tựu phát triển trên các kênh Youtube. Cái nhân Duy đã cảm rất là nhiều các cái uh, bạn làm một mình hay các cái đội ngũ, đội ngũ team trong quá trình chúng ta phát triển trên nền tảng Youtube, một khoảng thời gian nào đó thì chúng ta kiếm được một cái khoản tiền có thể... Nó là một cái ước mơ của những người khác nhưng về lâu về dài chúng ta thấy rằng trên Youtube nó không bao giờ nó tồn tại các cái chủ đề nó là mãi mãi. Nó sẽ có những cái thời điểm của nó và đặc biệt rằng là trên Youtube nó có tính đào thải cực kỳ cao. Thế là đặt ra một cái câu chuyện rằng là uh, thiên về cái vấn đề như vậy thì nó đi theo từng năm tháng, nó đi theo từng các chủ đề thì nó cũng sẽ xuất phát ra rất là nhiều các cái vấn đề liên quan về tâm lý. Anh chị các bạn có thể thấy đỉnh cao khi chúng ta đi kiếm tiền và chúng ta không kiếm được ra tiền nữa thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề liên quan về ý chí liên quan về nghị lực của chúng ta nó sẽ tụt giảm cực kỳ cao cũng bên cạnh đó chúng ta có sự tác động từ người thân từ bạn bè tác động từ những cái comment tiêu cực từ những anti fan thì cái hiệu quả chúng ta bỏ việc trên cái việc làm trên youtube là rất là nhiều và đây là chính là cái lý do nếu như chúng ta đã gắn bó với một kênh youtube gì đó thì anh chị các bạn cần phải có cái chiến lược cần phải có kế hoạch trong quá trình chúng ta xây dựng phát triển chúng ta phải biết rằng đến thời điểm nào chúng ta cần phải bứt phá ra đến thời điểm nào chúng ta cần phải duy trì và đến thời điểm nào chúng ta cần phải cầm kìm hãm các cảm xúc đó các cái đòn tâm lý đó để xử lý một cách nó trọn vẹn và trên YouTube nó là những vấn đề như vậy và đặc biệt rằng như anh chị các bạn nào chúng ta hiện tại mới làm trên YouTube khi chúng ta nghe được cái video này thì chắc chắn là chúng ta cần phải có kế hoạch có chiến lược cho hai cái vấn đề liên quan về tiền bạc và tâm lý đây là cái điều mà sẽ xuyên suốt trong quá trình của anh chị và các bạn đã làm trên YouTube nếu như chúng ta có thể uh, Tính toán được hai cái thứ này một cách nó rõ ràng thì chắc chắn là con đường dài kiếm tiền của anh chị các bạn sẽ cực kỳ cao. Đó là cái điều mà chia sẻ cũng như trả lời ngắn gọn xúc tích của Jupate cho nội dung video hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị các bạn chúng ta đã theo dõi nội dung video. Chúc chúng ta có thật nhiều ý nghĩa giá trị cũng như có bất kể câu hỏi gì hãy comment dưới video này. GS tổng hợp chia sẻ của anh chị các bạn ở các nội dung video tiếp theo.